Kiếp chót của vị đạo sư Sarada và trưởng giả Sirivaddhana. Sau khi được Đức Phật Anomadassī thọ ký xác định thời gian còn lại của vị đạo sư Sarada và trưởng giả Sirivaddhana xong, hai vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác này tiếp tục thực hành bồi bổ 10 pháp hạnh Ba La Mật kể từ Đức Phật Anomadassī xuất hiện trên thế gian cho đến Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian, trải qua vô số kiếp tử sinh luân hồi suốt khoảng thời gian 1 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất để cho được đầy đủ trọn vẹn 10 pháp hạnh Ba La Mật đối với vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác. Trong khoảng thời gian 1 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất ấy, có 19 Đức Phật Chánh Đẳng Giác tuần tự xuất hiện trên thế gian như sau: Đức Phật Anomadassī, Đức Phật Paduma, Đức Phật Narada, Đức Phật Padumutara, Đức Phật Sumedha, Đức Phật Sujata, Đức Phật Ya dassi, Đức Phật Atha dassi, Đức Phật Dama dassi, Đức Phật Siddattha, Đức Phật Tisa, Đức Phật Phusa, Đức Phật Vipassi, Đức Phật Sikhi, Đức Phật Vesabu, Đức Phật Kakusanda, Đức Phật Konagamana, Đức Phật Kassapa và Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian. Khi ấy, hậu kiếp đạo sư Sarada là vị Bồ Tát đệ nhất tối thượng Thanh Văn bên phải kiếp chót, sinh làm con của bà Sari, con gái của ông trưởng giả trong xóm nhà Upatissa gần kinh thành Rajagaha, và hậu kiếp trưởng giả Sirivaddhana là vị Bồ Tát đệ nhị tối thượng Thanh Văn bên trái kiếp chót, sinh làm con của bà Moggallī, con gái của ông trưởng giả trong xóm nhà Kolita gần kinh thành Rajagaha. Kiếp chót của hai vị Bồ Tát tối thượng Thanh Văn Giác sinh ra cùng trong một ngày. Bà Sari đặt tên con trai là Upatissa và bà Moggallī đặt tên con trai là Kolita. Khi hai công tử lớn lên, trở thành hai người bạn thân thiết với nhau, mỗi công tử có nhóm tùy tùng thuộc hạ. Một hôm, công tử Upatissa và công tử Kolita đi chơi hội mà không vui, cảm thấy động tâm về cuộc đời là khổ, nên hai người bạn bàn bạc với nhau, cùng xuất gia tìm con đường giải thoát khổ, sinh tử luân hồi. Thời ấy, trong kinh thành Rajagaha, vị đạo sư Sañjaya là đạo trưởng phái ngoại đạo lớn có nhiều đệ tử. Công tử Upatissa và công tử Kolita cùng nhóm tùy tùng đến xin xuất gia, trở thành đệ tử của vị đạo sư Sañjaya. Sau khi xuất gia được 2-3 hôm, hai vị tu sĩ Upatissa và Kolita đã học thông hiểu phần lý thuyết của vị đạo sư Sañjaya, không còn gì để học nữa. Hai vị tu sĩ Upatissa và Kolita bàn luận với nhau về phần lý thuyết của vị đạo sư Sañjaya chỉ là rỗng tuếch mà thôi, không phải là con đường giải thoát khổ tử sinh luân hồi. Nên hai vị tu sĩ giao ước với nhau rằng, hai chúng ta nếu người nào trước tiên tìm thấy được vị thầy chỉ dạy niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi thì người ấy cho người kia biết. Sau khi giao ước xong, mỗi người đi một con đường tìm thầy. Tu sĩ Upatissa đi con đường vào kinh thành Rajagaha. Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian. Đức Phật Gautama xuất hiện trên thế gian vào đúng ngày rằm tháng 4 âm lịch, tại cội Đại Bồ Đề trong khu rừng Uruvela, nay gọi là Moggallī, Bihar, Ấn Độ. Ngày rằm tháng 6, Đức Phật Gautama ngự đến khu rừng phóng sinh Nai, gọi là Isipatana, thuyết bài kinh Dama Chakapavatanasutta, kinh chuyển Pháp Luân lần đầu tiên tới độ nhóm 5 Tỳ-khưu. Ngài trưởng lão Koṇḍañña, Ngài Vappa, Ngài Badiya, Ngài Mahanama và Ngài Asaji. Sau khi Đức Phật thuyết bài kinh chuyển Pháp Luân xong, Ngài trưởng lão Koṇḍañña là vị đầu tiên chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Ngài trưởng lão Aññāsi Koṇḍañña xin Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu. Đức Phật cho phép Ngài trưởng lão Aññāsi Koṇḍañña xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Như vậy, Ngài trưởng lão Aññāsi Koṇḍañña là vị tỳ khưu đầu tiên trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Đồng thời, Tam Bảo, Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo lần đầu tiên đầy đủ trọn vẹn xuất hiện trên thế gian đúng vào ngày rằm tháng 6 âm lịch. Ngày 16 tháng 6, Đức Phật nhập hạ thứ nhất 3 tháng mùa mưa tại khu rừng phóng sinh Nai gọi là Isipatana cùng với nhóm 5 tỳ khưu. Vào ngày hôm ấy, Ngài Đại Đức Vappa trở thành bậc thánh nhập lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngày 17 tháng 6, Ngài Đại Đức Badiya trở thành bậc thánh nhập lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngày 18 tháng 6, Ngài Đại Đức Mahanama trở thành bậc thánh nhập lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngày 19 tháng 6, Ngài Đại Đức Asaji trở thành bậc thánh nhập lưu và được phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Ehi Bhikkhu. Ngày 20 tháng 6, Đức Phật thuyết bài kinh Anattalakkhana Sutta, kinh trạng thái vô ngã, để tế độ nhóm 5 tỳ khưu đều trở thành bậc thánh Arahán cao thượng trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Hạ đầu tiên, Đức Phật cùng nhóm 5 tỳ khưu an cư nhập hạ suốt 3 tháng mùa mưa tại khu rừng Isipatana. Sau 3 tháng mùa mưa, Đức Phật ngự đến khu rừng Uruvela. Nơi đây có 3 anh em Kassapa đều là những vị đạo trưởng. Ngài Uruvela Kassapa có nhóm đệ tử 500 vị đạo sĩ. Ngài Nadi Kassapa có nhóm đệ tử 300 vị đạo sĩ. Ngài Gaya Kassapa có nhóm đệ tử 200 vị đạo sĩ. Đức Phật thuyết bài kinh Adita Pariya Yasutta, tế độ 3 anh em Kassapa và nhóm đệ tử gồm có 1.000 đạo sĩ đều trở thành bậc thánh A-la-hán, rồi được Đức Phật cho phép xuất gia trở thành tỳ khưu theo cách gọi Etha Bhikkhavo. Sau đó Đức Phật cùng nhóm đệ tử ngự đến kinh thành Rajagaha vào ngày mồng 1 tháng Giêng. Tu sĩ Upatissa gặp Ngài Đại Đức Asaji. Khi ấy, tu sĩ Upatissa đi vào kinh thành Rajagaha, nhìn thấy Đại Đức Aññāsi còn trẻ, đang đi khất thực với cử chỉ thu thúc lục căn thanh tịnh. Tu sĩ Upatissa phát sinh đức tin trong sạch nơi Ngài Đại Đức Asaji nên đi theo hộ độ Ngài. Sau khi Ngài độ vật thực xong, tu sĩ Upatissa thành kính đảnh lễ chắp tay bạch rằng: Kính bạch Ngài, lục căn của Ngài thanh tịnh, gương mặt của Ngài trong sáng thật đáng tôn kính. Kính bạch Ngài, lục căn của Ngài thanh tịnh, gương mặt của Ngài trong sáng thật đáng tôn kính. Kính bạch Ngài, Ngài xuất gia với Đức Tôn Sư nào? Đức Tôn Sư của Ngài là bậc nào? Ngài hài lòng hoan hỷ chánh pháp Đức Tôn Sư nào? Ngài Đại Đức Asaji đáp rằng: Này hiền giả, tôi xuất gia với Đức Phật Gautama, ngài xuất thân từ dòng dõi Sakya. Tôi hài lòng hoan hỷ trong giáo pháp của vị tôn sư của tôi là Đức Phật Gautama. Tu sĩ Upatissa bạch hỏi tiếp rằng, kính bạch ngài, giáo pháp của Đức Phật Gautama, Đức Tôn Sư của ngài, thuyết pháp giảng dạy như thế nào? Kính xin ngài thuyết dạy cho tôi nghe pháp ấy. Này hiền giả, giáo pháp của Đức Phật Gautama rộng lớn mênh mông, vô cùng sâu sắc và tế nhị. Tôi là vị tỳ khưu trẻ mới xuất gia, chưa hiểu biết nhiều, tôi chỉ có thể chỉ dạy tóm tắt ngắn gọn mà thôi. Kính bạch ngài, bần đạo tên là Upatissa, kính xin ngài thuyết pháp giảng dạy dù nhiều dù ít cũng tốt đối với bần đạo. Ngài Đại Đức Asari thuyết bài kệ rằng, này hiền giả, những pháp ngũ uẩn nào là pháp khổ đế đều sinh từ tham ái, nhân sinh khổ đế ấy. Đức Phật thuyết dạy tham ái, nhân sinh khổ đế ấy và thuyết dạy niết bàn diệt tham ái, nhân sinh khổ đế ấy. Đức Phật Gautama bậc Đại Sa Môn thường thuyết dạy chân lý tứ thánh đế như vậy. Trong khi lắng nghe ngài Đại Đức Asari thuyết bài kệ tóm tắt về chân lý tứ thánh đế gồm có 4 câu, vốn là vị Bồ Tát đệ nhất tối thượng thanh văn có trí tuệ xuất sắc bậc nhất, vừa nghe 2 câu đầu của bài kệ, tu sĩ Upatissa đã chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu trong giáo pháp của Đức Phật Gautama ngay tại nơi ấy. Tu sĩ Upatissa hoan hỷ thành kính đảnh lễ dưới hai bàn chân của ngài Asari, chắp tay bạch rằng, kính bạch ngài Đại Đức thầy của con, hiện nay Đức Thế Tôn đang ngự ở nơi nào bạch thầy? Ngài Đại Đức Asari dạy rằng, này hiền giả, hiện giờ Đức Thế Tôn đang ngự tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha này. Kính bạch ngài Đại Đức thầy của con, kính thỉnh thầy trở về trước, con còn có một người bạn thân đang chờ đợi con phải về gặp bạn con, rồi chúng con sẽ đến hầu đảnh lễ Đức Thế Tôn sau. Nhìn thấy tu sĩ Upatissa từ xa trở về, tu sĩ Kolita nhận biết chắc chắn bạn Upatissa đã gặp Đức Tôn Sư và đã chứng ngộ được pháp cao thượng rồi. Tu sĩ Kolita ra đón bạn Upatissa bèn hỏi rằng, này bạn Upatissa thân mến, bạn đã gặp Đức Tôn Sư và chứng ngộ niết bàn, pháp giải thoát khổ rồi, có phải không? Này bạn Kolita, phải, tôi đã gặp Tôn Sư và đã chứng ngộ niết bàn, pháp giải thoát khổ rồi. Xin bạn hãy nghe tôi thuật lại chuyện tôi đã tìm gặp vị thầy, ngài Đại Đức Asari. Ngài Đại Đức đã thuyết dạy bài kệ tóm tắt về chân lý tứ thánh đế. Tôi đã nghe bài kệ ấy, rồi chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu. Này bạn Kolita, bạn hãy lắng nghe tôi thuyết lại bài kệ ấy. Sau khi lắng nghe tu sĩ Upatissa thuyết bài kệ xong, tu sĩ Kolita cũng chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc nhập lưu thánh đạo, nhập lưu thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh nhập lưu ngay tại nơi ấy. Này bạn Upatissa, hiện nay Đức Thế Tôn của chúng ta đang ngự tại nơi nào? Này bạn Kolita, hiện nay Đức Thế Tôn của chúng ta đang ngự tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha này. Tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kolita đi vào hầu vị đạo sư Sañjaya bạch rằng, kính bạch đạo sư, Đức Phật Gautama đã xuất hiện trên thế gian rồi. Hai con kính thỉnh đạo sư cùng với chúng con đến xin thọ giáo với Đức Phật Gautama. Hai vị đệ tử khẩn khoản 3 lần, vị đạo sư Sañjaya khăng khăng không chịu đi. Vị đạo sư hỏi rằng, này hai con, trong đời này kẻ ngu có nhiều hay bậc trí có nhiều? Kính thưa đạo sư, trong đời này kẻ ngu có nhiều, còn bậc trí thì ít. Này hai con, như vậy các bậc trí thì đến với Đức Phật Gautama Đại Trí, còn những người ngu thì đến với ta Thiếu Trí. Vậy các con hãy đi đến với Đức Phật Gautama, còn ta không đi đâu cả. Nghe vị đạo sư Sañjaya nói khẳng định như vậy, hai vị tu sĩ Upatissa và Kolita xin phép từ giả vị đạo sư Sañjaya ra đi, đến gặp nhóm bạn đồng môn 250 đệ tử của vị đạo sư, rồi thông báo cho họ biết Đức Phật Gautama đã xuất hiện trên thế gian. Hai huynh đệ họ sẽ đi đến hầu Đức Phật Gautama, họ sẽ xin thọ giáo với Đức Phật Gautama. Nghe hai vị tu sĩ Upatissa và Kolita nói như vậy, nhóm 250 đệ tử của vị đạo sư Sañjaya cùng xin đi theo đến hầu Đức Phật Gautama. Hai vị tối thượng thanh văn đệ tử của Đức Phật. Khi ấy, Đức Phật Gautama đang ngự ở giữa tứ chúng tại ngôi chùa Veluvana. Ngài dạy bảo chư Tỳ-khưu rằng, này chư Tỳ-khưu, tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kolita là hai người bạn thân thiết sẽ đến với Như Lai. Tu sĩ Upatissa sẽ là vị đệ nhất tối thượng thanh văn đệ tử bên phải của Như Lai, và tu sĩ Kolita sẽ là vị đệ nhị tối thượng thanh văn đệ tử bên trái của Như Lai. Hai vị tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kolita dẫn nhóm 250 đạo sĩ đến hầu đảnh lễ Đức Phật, bèn bạch rằng, kính bạch Đức Thế Tôn, kính xin Đức Thế Tôn cho phép chúng con được xuất gia sa di và thọ tỳ khưu trong giáo pháp của Ngài. Xem xét về pháp hạnh Ba La Mật và hạnh nguyện của họ xong rồi, Đức Phật cho phép xuất gia theo cách gọi Ehi Bhikkhu Pasampada. Đức Thế Tôn đưa bàn tay phải chỉ ngón trỏ truyền dạy rằng, Etha Bhikkhavo, này các con hãy đến với Như Lai, các con đều trở thành tỳ khưu theo ý nguyện. Chánh pháp mà Như Lai đã thuyết giảng hoàn hảo phần đầu, phần giữa, phần cuối. Con hãy nên thực hành pháp hạnh cao thượng để chứng đắc Arahán Thánh Đạo, Arahán Thánh Quả và Niết Bàn, chấm dứt khổ sinh tử luân hồi trong tam giới. Sau khi Đức Thế Tôn truyền dạy vừa dứt lời, ngay khi ấy, hình tướng đạo sĩ của vị tu sĩ Upatissa và tu sĩ Kolita cùng nhóm 250 đạo sĩ đều biến mất, trở thành tỳ khưu, có đầy đủ 8 thước vật dụng của sa môn, được thành tựu do quả thần thông Idimaya, trang nghiêm như một vị đại đức có 60 tuổi hạ. Từ đó, tỳ khưu Upatissa được gọi là vị trưởng lão Sariputta, có nghĩa là con của bà mẹ Sari, và tỳ khưu Kolita được gọi là vị trưởng lão Mahāmoggallāna, có nghĩa là người con dòng dõi mẹ Moggallī. Đức Phật thuyết pháp tế độ nhóm tỳ khưu ấy, tất cả 250 vị tỳ khưu đều chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh A-la-hán. Chỉ trừ ngài trưởng lão Sariputta và ngài trưởng lão Mahāmoggallāna chưa chứng đắc được thành bậc thánh A-la-hán. Sau khi xuất gia tỳ khưu được 7 ngày, ngài trưởng lão Mahāmoggallāna chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc từ Nhất Lai Thánh Đạo, Nhất Lai Thánh Quả cho đến A-ra-hán Thánh Đạo, A-ra-hán Thánh Quả và Niết Bàn, trở thành bậc thánh A-ra-hán cùng các phép thần thông vô cùng xuất sắc. Và sau khi xuất gia Tỳ-khưu được 15 ngày, Ngài trưởng lão Sariputta chứng ngộ chân lý tứ thánh đế, chứng đắc từ nhất lai thánh đạo, nhất lai thánh quả cho đến Arahán thánh đạo, Arahán thánh quả và niết bàn, trở thành bậc thánh Arahán cùng với các trí tuệ vô cùng sâu sắc. Vào ngày rằm tháng Giêng, ngày đại hội tăng chúng lần đầu tiên gồm có 1.250 vị thánh A-ra-hán tại ngôi chùa Veluvana gần kinh thành Rajagaha. Khi ấy, Đức Phật thuyết về Ovadapatimokkha, tuyên dương ngôi vị tối thượng thanh văn. Một thổi nọ, Đức Thế Tôn ngự tại ngôi chùa Jetavana gần kinh thành Savatthi. Khi ấy, ngự giữa chư Tỳ-khưu tăng. Đức Thế Tôn truyền dạy rằng: "Này chư Tỳ-khưu, Sariputta là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử bên phải, có đại trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Này chư Tỳ-khưu, Mahāmoggallāna là bậc thánh tối thượng thanh văn đệ tử bên trái, có các phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Như Lai. Ngài đại trưởng lão Sariputta là bậc thánh đệ nhất tối thượng thanh văn bên phải, có đại trí tuệ xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama, đúng theo ý nguyện của Ngài mà Đức Phật Anomadassī quá khứ đã thọ ký. Ngài đại trưởng lão Mahāmoggallāna là bậc thánh đệ nhị tối thượng thanh văn bên trái, có các phép thần thông xuất sắc bậc nhất trong hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gautama, đúng theo ý nguyện của Ngài mà Đức Phật Anomadassī quá khứ đã thọ ký." Đó là sự thành tựu của 10 pháp hạnh Ba La Mật bậc hạ mà hai Ngài đã thực hành đầy đủ trọn vẹn suốt một A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp trái đất kể từ Đức Phật Anomadassī cho đến Đức Phật Gautama.